Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người cách phá mật khẩu màn hình trên con máy S15G, hoặc là các bạn có tài khoản Samsung gạch cao ấy thì các bạn cũng có thể áp dụng được cách này nhé. Đây, ví dụ như con máy này các bạn, đây mình khóa màn hình lại. Ví dụ mà các bạn quên mật khẩu nhá, các bạn không mở được ra ấy, thì các bạn cũng thể áp dụng được cách này. Hoặc là các bạn mở được ra nhá, mở được ra mà bên trong có một cái tài khoản Samsung gạch cao này này. Đây, tài khoản này là tài khoản Samsung gạch cao nhá. Thì các bạn cũng có thể áp dụng được cách này. Vì là các bạn xóa đơn thuần thế này nó sẽ không xóa được, mà các bạn khôi phục cài đặt gốc của máy nhá. Ví dụ các bạn khôi phục cài đặt gốc, đây, đặt lại này, khôi phục cài đặt gốc này, đặt lại nhá, thì các bạn nhập ma bin này, xóa nhá, thì nó lại hỏi xác minh cái mật khẩu Samsung gạch cao này. Nếu các bạn quên mật khẩu rồi hoặc là tài khoản của người khác thì các bạn sẽ không bao giờ ấy được. Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách Victory Reset cái dòng này để cho nó mất mật khẩu màn hình hoặc là cái tài khoản Samsung gạch cao đó nhá. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà cái mật khẩu màn hình các bạn không nhớ nhá, trường hợp mà các bạn không vào được trong này mà áp dụng cái này của mình ý, thì nếu các bạn có tài khoản Google các bạn phải nhớ và các bạn phải điền tài khoản và mật khẩu vào thì các bạn mới có thể active được con máy này lên nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái cáp cắm sạc này, và một đầu thì các bạn cắm vào cái máy tính nhá. Các bạn không có máy tính thì các bạn có thể ra quán net các bạn dùng, hoặc là các bạn dùng mượn một con laptop của bạn bè về các bạn áp dụng rất đơn giản thôi. Các bạn cắm sạc vào cho mình nhá. Đấy, sau đó các bạn ấn cho mình tổ hợp phím. Ấn cho mình tổ hợp phím là nút nguồn này, nút big buy và nút giảm âm lượng. Ấn 3 nút liền một lúc nhá. Các bạn chú ý này. Nút nguồn này, nút big buy và nút giảm âm lượng nhá. Đấy. Đến khi nào mà nó tắt cái màn hình, tắt nguồn cái màn hình đi nhá. Tức là tắt nguồn thì các bạn chuyển nút giảm âm lượng, ấn lên nút tăng âm lượng. Và khi nó hiện cái logo Samsung các bạn nhả nút nguồn ra, chỉ ấn nút tăng âm lượng và nút big buy thôi. Đấy, các bạn chú ý cái thao tác nhé. Đấy, sau đó vào đây các bạn nhả ra. Thì mình sẽ nói lại này. Đầu tiên các bạn rút nút nguồn, nút big buy và nút giảm âm lượng, 3 nút liền một lúc. Khi nó tối màn hình lại, tức là nó tắt nguồn rồi, thì các bạn nhả nút giảm âm lượng và chuyển lên ấn 3 nút là nút tăng âm lượng, nút big buy và nút nguồn. Sau khi đó cái logo Samsung hiện ra thì các bạn tiếp tục nhả nút nguồn ra. Các bạn chỉ ấn nút tăng âm lượng và nút big buy cho mình. Chỉ trong vòng vài giây thôi nó sẽ hiện ra cái này. Sau đó vào đến đây thì các bạn ấn nút tăng giảm âm lượng để điều khiển nhé. Thì các bạn ấn nút giảm âm lượng xuống cái dòng Wide Data Victory Reset cho mình. Sau đó các bạn ấn nút nguồn. Đấy. Sau các bạn ấn giảm âm lượng, giảm âm lượng xuống, thiết lập lại dữ liệu nhé, ban đầu. Ok, ấn nút nguồn một cái. Các bạn đợi xíu. Đấy, sau khi đến đây nhá, thì các bạn chọn cho mình cái dòng trên cùng, các bạn tiếp tục ấn nút nguồn. Đấy, và đợi nó reset trắng máy. Ok, thì trong thời gian đợi thì bạn nào mà có nhu cầu mua điện thoại cũ chính hãng giá rẻ thì có thể vào trực tiếp kênh YouTube Thanh Tú Store của mình để tham khảo nhé. Ok, còn bây giờ mình sẽ, chỗ này nó lâu thì mình sẽ tời nó đi nhé. Ok, xong rồi bạn nhé. Thì bây giờ các bạn là active nó lên thôi, active lên nó sẽ mất đi cái tài khoản Samsung gạch cao hoặc cái mật khẩu màn hình nhé.
Đấy, tuy nhiên nếu các bạn mở mật khẩu màn hình mà các bạn không nhớ được cái tài khoản Google thì các bạn cũng sẽ không edit lên được đâu. Ok, bỏ qua cái wifi đi. Ok, xong rồi mình sẽ có thể rút được cái này ra rồi. Hoàn tất. Ok nhá, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn mở mật khẩu màn hình hoặc là xóa cái tài khoản Samsung account trên dòng máy Samsung S10 5G này. Và cái cách này có thể áp dụng được cho tất cả các dòng máy Samsung mà có thêm cái nút Big Buy này nhá, tức là thêm một cái nút này thì đều có thể áp dụng được. Ví dụ như là S10 Plus cũng dùng sử dụng được này. Đấy, ví dụ các cái dòng ấy còn xem nào. Còn Note 20 Ultra này thì không có, thì sẽ sử dụng cách khác nhá, nó cũng tương tự thôi. Ok, thì mà bạn nào thấy video mình hay và làm đã thành công thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhá. Chào và hẹn gặp lại các bạn.